Phú Quang Home xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu với anh chị và các bạn một căn nhà cho thuê ở mặt tiền đường nhựa 6m thông nối liền Huỳnh Văn Lũy và con đường Nguyễn Bình thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Căn nhà có sân đậu ô tô 7 chỗ và có thể đậu thêm được vài chiếc xe gắn máy. Vào phía trong chúng ta có một cái phòng khách và một nhà vệ sinh, khu vực bếp. Lên phía trên chúng ta có một tầng lầu gồm một không gian sinh hoạt chung và một phòng ngủ riêng. Không gian sinh hoạt chung này chúng ta có thể ngăn thành một cái phòng ngủ thứ hai hoặc là thiết kế tùy ý theo khách hàng. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Nếu anh chị có nhu cầu